Nay mình có công chuyện nên cần bán em mồi cục đôi này nha anh em. Nay mình cũng đang đi bẫy nè. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0989892875 nha anh em. Mình cần bán gấp em mồi cục đôi này nha, giá 1,5 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nha anh em. Giá 1,5 triệu nha anh em. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số điện thoại mình vừa đọc xong đó nha. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ 1,5 triệu. Rồi bye bye anh em nha. Giờ đi về. Đen thui luôn anh em ơi. Trời ơi. Em cục đuôi. Em ăn cỏ luôn. Cái này gốc cỏ định làm ổ hay gì mà đen thui luôn nha anh em. Để bắt ra cho anh em coi nha. Chắc đen ngàn tá lưng á. Kèo thứ hai nha anh em. Em mò cục đôi. Này kèo thứ hai nha. Em này hót hay dữ lắm nha anh em, giọng lớn cực kỳ nha. Này chắc về nuôi nữa quá. Bữa trước đi Bạc Liêu mình nuôi ở nhà một con sẹt đuôi đầu đen nha anh em. Sẹt đuôi mà đầu đen nha. Chiền á. Với một con đầu đen. Giờ mình nuôi con này nữa quá, con này hót hay quá anh em ơi. Giọng lớn cực kỳ. Không đen lắm nha anh em, trong đầu cũng đen, xanh đen, không có đen thôi. Rồi bye bye anh em nha, anh em thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Về mình nuôi con này anh em ơi, con này quá hay. Mỏ nhỏ mép sâu nha anh em, mỏ mỏng cực kỳ mỏng. Mắt lồi nữa, con này hay lắm nha anh em, về mình nuôi con này nha. Rồi kết thúc video ở đây anh em. Anh em nào xem thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi mình sẽ chia sẻ cách cho anh em hít cô trong vòng 3 ngày vô cám nha anh em. Giờ chim không bao giờ chết nha. Rồi bye bye anh em nha. Mình bữa giờ không có rảnh để làm cái bài chỉ cho anh em nuôi hít cô mà không bao giờ chết. Để bữa nào mình làm cái bài chỉ cho anh em cách nuôi hít cô không chết nha anh em. Rồi bye bye anh em nha.